Ở video cuối cùng này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt ghép nhanh nhất. Có nghĩa là chúng ta dựa một file có sẵn, chúng ta chỉ cần bê khối nhà chúng ta quăng vào mà thôi. Đây là một cách cắt ghép cực kỳ nhanh, tận dụng tối đa thời gian. Các bạn nhấn Ctrl O trên bàn phím và mở file 04, open lên. Ở file này, chúng ta sẽ xóa những cái khối nhà đi. Chọn khối nhà chúng ta xóa, và khối này nữa, xóa đi. Qua bên này, các bạn chọn cái file ngôi nhà chúng ta. Nó ở dưới này. Đây chúng ta đang chọn bầu trời, các bạn ấn tiếp. Chọn sao cho chúng khối nhà rồi. Đây, chính xác. Tôi chọn chúng khối nhà, tôi kéo qua đây. Và thảo đây. Các bạn nhấn phím Ctrl T trên bàn phím. Tiếp kéo lên. Tôi đẩy lên này. Chúng ta có thể kéo lớn hơn nữa. Kéo lên, sao cho đúng vị trí không? Với cách này chúng ta sẽ xử lý rất nhanh. Và Enter. Cái này chúng ta sẽ xóa đi vì nó gây mờ ảo, đi nét trên bàn phím. Thì các bạn thấy ngay rằng khi chúng ta đặt đúng vị trí, đúng phối cảnh, đúng điểm nhìn thì nó hoàn toàn hợp lý. Ở đây cái cây này quá lớn, chúng ta có thể xén bớt nó đi. Tôi sẽ nhấn Enter Last và chọn vào biểu tượng con mắt. Khi chọn cái cây này và hiện mỗi nó thôi. Bây giờ tôi sẽ tẩy những thành phần không cần thiết. Tôi add xuống là clay mask, trên là màu đen, chọn brush, kéo dài ra. Tôi sẽ tẩy bớt đi. Các bạn tẩy hết sức chú ý. Ví dụ tôi tẩy nhanh. Sau khi tẩy xong, các bạn cũng nhấn Enter Last, bấm biểu tượng con mắt này để hiện lại tất cả. Thì thấy khối nhà chúng ta hiện cũng tương đối đầy đủ rồi. Chúng ta có thể nhấn V, chọn khối nhà và di chuyển qua lại sao cho vị trí tương hợp thì thôi. Ở đây tôi nhấn Ctrl T cho nhỏ lại một chút nữa. Và cho thấp xuống. Nhấn Enter trên bàn phím. Các bạn có thể chọn cái cây này. Kéo xuống. Cho thấp này, đẹp hơn. Tôi sẽ kéo toàn bộ xuống dưới này. Các bạn có thấy cách này chúng ta sẽ xử lý rất nhanh phải không các bạn? Những cây thiếu hụt ở vị trí này, các bạn có thể thay thế bằng cây khác hoặc chúng ta sẽ kéo cao nó lên. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể thay thế cái bầu trời này. Cái bầu trời dưới cùng này các bạn, nhấp nút vào, mở khóa. Các bạn qua bên này. Nếu muốn, chúng ta sẽ lấy bầu trời đây. Tháo đây. Sau đó các bạn nhấn Ctrl T. Shift Alt Tab kéo lên. Ví dụ chúng ta sẽ chỉnh cái bầu trời như thế này. Các bạn có thể đảo. Và nhấn Enter trên bàn phím kết thúc lại. Với cây này các bạn có thể giữ phím Shift chọn và di chuyển cho hợp lý hơn. Ví dụ tôi chọn như sau. Những thành phần thừa tôi thấy không cần thiết, tôi về lệnh Group kéo và cắt đúng cái vị trí này. Các bạn zoom gần lại để chúng ta cắt đúng vị trí luôn. Các bạn kéo xuống và Enter trên bàn phím. Nếu như dưới này vẫn còn, các bạn nhấn Group tiếp, kéo lên một chút nữa và Enter. Tương tự như video trước, video này các bạn cũng có thể đổi màu. Chúng ta xóa tạm cái này đi. Các bạn nhấn tổ hợp phím Alt Tab Ctrl Shift E. Nó tạo cái layer mới rồi. Color Lookup. Và đổi màu. Đây là cách đổi màu nhanh nhất. Tùy vào từng bạn và sở thích, chúng ta chọn những màu sao cho tương hợp với mình thì thôi. Và ngay bây giờ tôi sẽ kết thúc cái bài học tại đây.